Tính tới thời điểm này thì tôi bán được cũng rất là nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe rồi. Nếu mà nói bao nhiêu thì mình sẽ không đếm hết được, bởi vì tất cả các hợp đồng nào thì mình cũng có cái thẻ CHR vào đó cho khách hàng. Bản thân của mình đã quảng bá rất là nhiều cái thẻ đó trên các mạng xã hội Zalo và Facebook, giúp rất là nhiều cho khách hàng của mình. Ví dụ như là cái từ cái việc hỗ trợ nằm viện nè, rồi tai nạn nè, tất tần tật các cái chi phí liên quan đến cái việc mà chăm sóc sức khỏe cho khách hàng tại các cái bệnh viện năm sao, thì hầu như là tất cả các cái sản phẩm cũng như là khách hàng nào mà mình đóng gói á, thì mình vẫn gửi cho khách hàng một cái thẻ chăm sóc sức khỏe vào trong đấy. CHR gần như chiếm 50% trong cái việc mà kế hoạch đặt việc kinh doanh của mình. Gần như là cái việc mà mình đi tiếp cận khách hàng là mình tiếp cận từ cái sản phẩm CHR và cái bệnh hiểm nghèo toàn diện của AIA. Cho nên là cái CHR cũng gần như là công cụ thiết yếu để mình đi tư vấn cho khách hàng rồi. Các bạn tư vấn viên ơi, hãy dùng CHR là một cái công cụ để mình chốt hợp đồng. Bởi vì CHR nó giống như là một cái cầu nối để mình đưa khách hàng đến với AIA. Từ CHR chúng ta có thể tư vấn thêm bệnh hiểm nghèo, tư vấn thêm ăn phúc trọn đời ưu việt. Các bạn hãy sử dụng CHR nhé.